được biết đời mình bao la. Con tìm về bên Chúa để được biết đời con thật lạ, để được sống tình thương hài hà. Đời con biến tan nhẹ như áng mây bay qua bầu trời. Trở về bên Chúa con tìm được chính mình, trở về bên Chúa con hưởng trọn khối tình. Tình yêu thiết tha, tình yêu thiết tha, khung trời ngập hương hoa. Trở về bên Chúa như trở về mái nhà, trở về bên Chúa tâm hồn được thái hòa. ngàn năm dẫu qua tình Ngài luôn vững bền như giọt nước tìm về biển rộng, để được biết đời mình mênh mông. Con tìm về bên Chúa để được biết tình yêu ngọc ngà, để được biết phận con nhạt nhòa. Ngài ban xác thân rồi thương đỡ nâng con qua đường chân. Trở về bên Chúa con tìm được chính mình, trở về bên Chúa con hưởng trọn khối tình. Tình yêu thiết tha, khung trời ngập hương hoa. Trở về bên Chúa như trở về mái nhà, trở về bên Chúa tâm hồn được thái hòa. Ngàn năm dẫu qua tình Ngài luôn vững bền. Con trở về bên Chúa là giờ phút lìa xa cuộc đời, là giờ phút biệt ly vời vợi. Người thân dấu yêu từ nay vắng xa, con đi một mình. Trở về bên Chúa con tìm được chính mình, trở về bên Chúa con hưởng trọn khối tình. Tình yêu thiết tha, khung trời ngập hương hoa. Trở về bên Chúa như trở về mái nhà, trở về bên Chúa tâm hồn được thái hòa. Ngàn năm dẫu qua tình Ngài luôn vững bền. Trở về bên Chúa con tìm được chính mình, trở về bên Chúa con hưởng trọn khối tình. Tình yêu thiết tha, khung trời ngập hương hoa. Trở về bên Chúa như trở về mái nhà, trở về bên Chúa tâm hồn được thái hòa. Ngàn năm dẫu qua
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chiều hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để cùng với gia đình tăng quyến dâng thánh lễ rất sốt sắng để cầu nguyện cho ông Phó Đa Minh Nguyễn Văn Công. Chúa đã kêu gọi ông về với Chúa ngày 12 tháng 6 tại quê hương Đền Thánh Thánh Thể Báo Đáp. Và hôm nay một lần nữa, chúng ta phó dâng ông Đa Minh cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa qua lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và Thánh Quan Thầy Đa Minh, cho ông Đa Minh được sớm về hưởng tôn nhan Chúa cùng với các thánh và những người Chúa chọn. Để những ý nguyện của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận, anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Cùng hiệp dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho ca đoàn tận hiến, xin cầu cho linh hồn Đa Minh và các linh hồn, lễ phát tang cho linh hồn Đa Minh. Cùng với những ý nguyện ấy là tất cả những ý nguyện của mỗi người chúng ta dâng lên Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rũ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái ánh sáng. Xin đừng để chúng con xa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Ngôn Sứ A-mốt. Đức Chúa phán thế này: vì tội của Israel đã lên tới cực độ, ta sẽ không rút lại bản án, vì chúng bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày, vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ, vì cả con lẫn cha đi lại với cùng một ả mà làm ô nhục danh thánh của ta. Vì y phục người ta cầm cố,
chúng nằm lên trên ngay bàn thờ và rượu của người bị nộp phạt. Chúng đem uống tại đền thờ Thiên Chúa của chúng. Còn ta, trước kia, ta đã từng diệt trừ người Emori khỏi mắt họ. Bọn người này cao lớn như cây hương nam và hùng mạnh như cây sồi. Ta đã diệt hoa trái bên trên và gốc rễ bên dưới của bọn chúng. Chính ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai Cập, dẫn các ngươi đi trong sa mạc 40 năm trường, để các ngươi chiếm hữu đất của người Emori. Này đây, ta sắp cán lên các ngươi như chiếc xe đầy lúa cán trên mặt đất. Trong ngày ấy, kẻ lanh lẹ hết đường trốn chạy, người mạnh mẽ vô phương thi thố sức lực mình, trang dũng sĩ cũng không thoát chết, người cầm cung nào đứng vững nổi, kẻ nhanh chân chạy thoát được đâu, người cưỡi ngựa cũng không thoát chết. Người can đảm nhất trong đám dũng sĩ sẽ phải mình trần mà chạy trốn. Sấm ngôn của Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Hỡi những người lãng quên Thiên Chúa, gắng mà hiểu cho tường. Hỡi những người lãng quên Thiên Chúa, gắng mà hiểu cho tường. Thánh chi của ta, sao ngươi thường nhắc nhở? Mở miệng ra là chữ thanh ước trên môi, nhưng chính ngươi sẽ ghét điều xưa dày. Lời ta truyền đem vứt bỏ sau lưng. Ơi những người lãng quên Thiên Chúa, gắng mà hiểu cho tường. Gặp tên trộm đao, ngươi hùa theo nó, và bọn dâm dơ cùng theo thông đồng. Miệng tha hồ nói năng ác độc, ba tấc lưỡi đặt điều sao tra. Hễ ngồi lê là bơi sâu anh em. Ơi những người làm quên Thiên Chúa, và bêu rêu cả người rùa thịt. Ngươi làm thế, chẳng lẽ ta thinh lặng? Ngươi tưởng rằng ta cùng giống ngươi sao? Này đây ta khiên trách, nhưng tôi kia ta vạch rõ ngươi xem. Hỡi những người lãng quên Thượng Đế, gắng mà hiểu cho tường. Kéo rồi ta sẽ nát, chẳng còn ai cứu thoát được đâu. Kẻ dâng lời ta ơn, làm hy lễ, sẽ làm hiền danh ta. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Alleluia, alleluia. Ngày hôm nay anh em chưa cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa người rằng: Thưa Thầy, Thầy đi đâu? Tôi cũng xin đi theo. Đức Giêsu trả lời:
con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Một môn đệ khác thưa với người: Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã. Nhưng Đức Giê-xu bảo: Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Đó là lời Chúa. Đức Giê-xu trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Chúa hôm nay nói về việc Chúa Giê-xu mặc khải về chính mình. Qua hai trường hợp khác nhau về hai người muốn đi theo Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu mặc khải Ngài là ai và Ngài có quyền đòi buộc những ai muốn đi theo Chúa thì phải theo tinh thần và theo những điều kiện như thế nào. Trong trường hợp thứ nhất, người muốn đi theo Chúa đó là một nhà thông luật, một vị kinh sư, mà chúng ta biết là một nhà thông luật, một vị kinh sư thì họ chắc chắn là họ nắm chắc và nắm rất chắc Kinh Thánh. Nên khi đáp lại, Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh và từ ngữ con người để mặc khải về chính mình. Còn trong trường hợp thứ hai, người xin đi theo Chúa là một người bình dân như bao người khác. Khi trả lời: Anh hãy theo tôi, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Chúa Giê-xu đã không nối dưới ran thảo kính cha mẹ như được ghi trong Cựu Ước. Nhưng Chúa đã biết Ngài là ai và Ngài biết Chúa muốn Ngài như thế nào. Tóm lại, người môn đệ Chúa Giê-xu là kẻ theo Chúa trọn vẹn, dứt khoát, không tơ vương bụi trần và không để mình bị ràng buộc bởi những tình cảm thường tình mau qua chóng tàn. Và khi đòi buộc như thế, Chúa Giê-xu mặc khải Ngài là Thiên Chúa. Mà thật vậy, chỉ đứng là Thiên Chúa mới có thể đặt điều kiện cho con người muốn theo Ngài: hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, hôm nay cộng đoàn chúng ta quy tụ về ngôi thánh đường giáo xứ Bình Thuận này, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông Phó Đa Minh vừa mới qua đời. Khi ông Phó Đa Minh vừa nằm xuống hôm ngày 12 tháng 6 vừa qua tại đền thánh Thánh Thể Giáo xứ Báo Đáp quê hương, con cũng có mặt tại gia tang để thắp hương và cầu nguyện cho ông. Đối với ông Phó Đa Minh là người bản giáp Đức Mẹ, nên con cũng biết ít nhiều về cuộc sống của ông. Ông là một người hiền lành, nhiệt tình, chịu thương, chịu khó, hy sinh cho các công việc chung của bản giáp và giáo xứ. Vâng, khi nhìn vào cuộc đời của ông Phó Đa Minh, chúng ta có thể cảm nghiệm thấy ông đã theo Chúa giữ vững đức tin cách trọn vẹn. Cuộc đời của ông được đan dệt với nhiều giai đoạn thăng trầm, khó khăn của cuộc sống, của cuộc sống thường ngày của kiếp nhân sinh. Nhưng trên tất cả, ông vẫn trung thành theo Chúa đến cùng và hy sinh cho các công việc của nhà Chúa. Theo con được biết, thì ông là thành viên lâu năm của Hội Bát Âm Bản Giáp Đức Mẹ. Ông đã tham gia khóa Mình Thánh. Điều đó thể hiện ông rất nhiệt tâm làm chứng cho tin mừng của Chúa ngay chính cuộc sống của ông. Hơn thế nữa, với 71 năm lữ hành trên dương thế, gia tài quý giá mà ông Phó Đa Minh để lại là các con, các cháu vẫn tiếp tục nối tiếp gương sáng của ông, giữ vững đức tin, yêu thương, nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Với thân phận yếu đuối mỏng giòn của kiếp người, chắc chắn ông Phó Đa Minh không thể tránh được lỗi lầm thiếu sót. Chính vì thế, trong thánh lễ này, chúng ta cùng hiệp
ý xin Chúa cho linh hồn ông Phó Đa Minh sớm hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ. Xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Đức Kitô, người hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Chúa cùng anh chị em và cùng cha, hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Với lòng yêu mến thiết tha, chúng con ca ngợi người chịu chết. Với đức tin sống động, chúng con tuyên xưng người sống lại. Với niềm cậy trông vững vàng, chúng con trông đợi người đến trong vinh quang. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói:
Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để khiến toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, Đức Cha Phụ ta Giuse và toàn thể hằng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tới Chúa là các linh hồn mà chúng con cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay, đặc biệt là linh hồn Đa Minh mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lý trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, được Cha chỉ nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thanh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, đừng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Tìm cười giòn về những
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và đã được rước mình vào mau con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào. Xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Con xin mời tất cả nhà ta vào trong nhà để chúng ta làm phép tượng ảnh, sau đấy chúng ta làm phép nhà. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, toàn thể tất cả mọi người, đứng trong một cái căn nhà như thế này, chúng ta chẳng biết nói gì ngoài hai tiếng tạ ơn Chúa. Mọi hồng ân của chúng ta đều đến từ Thiên Chúa.
và nhất là đối với người Công giáo, thì tất cả mọi vui buồn, thành công hay thất bại trong cuộc sống chúng ta đều dâng cho Chúa. Và hôm nay chúng ta dâng ngôi nhà này cho Thiên Chúa để tạ ơn Chúa và chúc mừng gia đình ông bà. Ngày sức khỏe Chúa ban cho, tài trí Chúa ban cho, của cả Chúa ban cho cùng lao động. Để rồi giờ đây chúng ta biết ra vào lui tới có Chúa ở đây. Bàn thờ của Chúa đặt trước vị trí của cửa nhà. Để rồi khi chúng ta ra vào lui tới nơi đây, chúng ta dâng gia đình cho Chúa. Để mọi người ra vào lui tới đây đều ý thức đây là nhà của Chúa, Chúa mới là chủ ngôi nhà này. Xin dâng tất cả mọi công ăn việc làm, mọi người ra vào lui tới trong ngôi nhà này. Xin Chúa thánh hóa, xin Chúa đồng hành, xin Chúa chúc lành và ban bình an cho tất cả mọi người. Và giờ đây chúng ta lại xin Chúa làm phép cảnh tượng này để Chúa, Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse hiện diện giữa gia đình của chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Xuân Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con lòng ân chan chứa, trao rồi cho đám ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba nói nghe lời con. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không chê bác việc tạc vẽ anh tượng các thánh. Để mỗi lần con mắt thề xác chiêm ngưỡng các anh tượng này, thì chúng con dùng con mắt ký ức để suy niệm các hành vi và đời sống thánh thiện của các ngài mà phát chứng. Chúng con lại xin Chúa làm phép và thanh hoa các anh tượng này. Là Đức Giêsu Kitô con một Chúa đã chịu chết vì chúng con. Đức Maria là mẹ Chúa cũng là mẹ chúng con. Thánh cả Giuse là cha nuôi Đức Giêsu Kitô và là đấng bảo trợ chúng con. Xin Chúa đoái thương để tất cả những ai siêng năng tôn kính trước các anh tượng này, thì nhờ công nghiệp và sự che chở của các ngài được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh hiển vinh cửu đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa chúc lành lòng ngươi, đâu ý hợp
bình an cho nhà này và mọi người trong nhà. Xin Thiên Chúa, đấng mà chúng ta hợp tiếng tôn vinh, ban cho chúng ta biết nhờ Thánh Thần của Người mà cảm thông với nhau theo hướng Chúa Giêsu Kitô. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời nguyện lên Chúa Giêsu, Đấng đã sinh ra bởi chính nữ Maria và ở cùng chúng ta. Xin Người đoái thương đến ở trong nhà này và hiện diện chúc phúc cho nhà này. Xin Người ở đây với anh chị em, nuôi dưỡng tình bác ái và chia vui sẻ buồn với anh chị em. Còn anh chị em, hãy theo lời dạy và gương lành của Chúa Kitô, hãy làm cho nhà này thành nơi chan chứa tình bác ái, để từ đây hương thơm tốt lành của Chúa Kitô được tỏa lan khắp nơi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu cùng với hai môn đệ trên đường đi Emmaus đến gần làng, các ông định tới. Người làm như muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ này ép Người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế, về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông, đang thi cùng với các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông, mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy vui mừng cảm tạ con Thiên Chúa là Chúa trời đất, Đấng đã trở nên xác phàm vào giữa nhân loại. Và trong tâm tình tạ ơn, chúng ta đồng thanh tôn vinh: lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa Giêsu đã thánh hóa gia đình Nazareth khi ở với mẹ Maria và thánh Giuse. Chúng ta cầu xin Chúa thương ngự đến trong nhà này như là thương khách và là Chúa của chúng ta. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Nơi Chúa Kitô tất cả được xây dựng thành đền thánh, chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong nhà này biết kiên táo đời sống để trở nên đền thờ Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa đã dạy chúng ta phải xây nhà trên nền đá vững chắc. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong nhà này biết xây dựng đời sống trên lời Chúa và biết phục vụ nhau trong tình bác ái chân thành. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa đã không có nơi cúi đầu và đã chấp nhận việc đón rước của các bạn hữu. Chúng ta cầu xin Chúa cho những ai đang không nơi nương tựa tìm được nơi chúng ta sự trợ giúp tận tình, để họ có được nơi ở xứng đáng. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài thương lắng nghe đặng tôi tớ Chúa là những người đất này, xin Chúa ban phép lành cho ngôi nhà này. Để khi ở trong nhà này, chúng con cảm thấy Chúa là nơi nương tựa. Khi đi xa nhà này, chúng con vui mừng có Chúa là bạn đồng hành. Và khi trở về nhà này, chúng con được Chúa hiện diện luôn mãi, cho đến ngày chúng con được hạnh phúc viên mãn trong nhà cha, nơi Chúa đã dọn sẵn cho chúng con. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen.
Truyền xin bình an của Chúa Kitô cư ngụ trong lòng anh em, và nguyện cho lời của người ở lại luôn mãi trong chúng ta, để khi làm mọi việc chúng ta đều làm cho sáng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thưa cộng đoàn, chúng ta có được những ngày hôm nay, chúng ta không thể quên được phúc ấn của tổ tiên chúng ta vào đâu có người dạy chúng ta thành người. Chúng ta cùng dâng kinh lạy Cha để ba kỳ kính mừng, một kỳ sáng danh để cầu nguyện cho các linh hồn tiền nhân ở cả tổ tiên của chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, Thiên Chúa bao la.
Chúa ở cùng anh chị em. Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Nào ta chúc tụng Chúa. Tạ ơn Chúa. Thì con xin được thay lời cho bố đỡ đầu của con, bố đỡ đầu thế sức của con và bố Vũ. Con xin chân thành cảm ơn tất cả quý ông, quý bà và anh chị em cùng tất cả mọi người hôm nay trước tiên là đến nhà thờ để cầu nguyện cho Gia Minh, và giờ đây lại rất tân hạnh được đón tiếp tất cả mọi người đến để chung chia niềm vui với gia đình của bố Vũ. Chúng con xin hết lòng cảm ơn. Và giờ đây bố Vũ và gia đình có chuẩn bị một bữa cơm thân mật để cùng chung chia niềm vui. Xin tất cả quý ông bà và anh chị em, tất cả mọi người chúng ta cùng chung chia niềm vui với bố Vũ. Con xin hết lòng cảm ơn.